Fan choáng váng khó hiểu trước quyết định buông túi của Đàm Vĩnh Hưng. Mr. Đàm từng khiến fan choáng váng trước ý định bán bộ sưu tập túi hàng hiệu chất thành núi của mình. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan sốc khi đăng tải hàng loạt những chiếc túi hàng hiệu lớn nhỏ đính kèm với dòng trạng thái ngỏ ý bán túi. Cụ thể, ông Hoàng Nhạc Việt viết, định bán bớt giỏ sách, túi sách với nhiều lý do. 1. Nhiều quá không có chỗ để. 2. Cũng muốn chiều lòng một số fan muốn giữ lại một kỷ niệm với Đàm Vĩnh Hưng, vì đa số là các túi sách, bóp giỏ đều đi theo anh ấy khắp mọi nơi trên thế giới. 3. Muốn trích ra một phần để giúp đỡ người nghèo bệnh tật. Mình viết status rồi nhưng lại chưa up, vì muốn lấy ý kiến tham mưu của mình cũng khá nhiều ý tưởng, ai cũng có lý và thuyết phục. Mình tự làm luật sư biện hộ cho mình luôn, tôi không rượu chè, cờ bạc, trai gái hút chích hay có những sinh hoạt nào vô bổ cả, ngoài niềm vui shopping. Cũng là cách tự thưởng cho mình sau những giờ trút hết sức làm việc miệt mài sống chết trên sân khấu. Quân sư phán liền một câu rất duyên, ủng hộ hơn mua sắm, được quyền xài cho chính mình. Chị thấy mua giỏ tốt hơn là mua dâm, tôi quyết định chọn giải pháp sẽ bày ra bán một lần luôn tất cả, những cái nào mình muốn bán sẽ thông báo trước một tháng cho, chàng ca sĩ chia sẻ. Chỉ sau ít phút đăng tải, bài đăng khiến fan vô cùng bất ngờ, thích thú và ủng hộ nhiệt tình. Bạn Nguyễn Tuấn Hùng bình luận, thoạt nhìn mà không đọc status, em tưởng đang ở cửa hàng đồ hiệu nào ở bển, nhiều giả mang luôn ấy. Facebook Cẩm Nhung hóm hỉnh, vâng, mua giỏ tốt hơn mua dâm, nhưng chắc là mua dâm thích hơn mua giỏ, theo em anh nên bán giỏ và mua dâm. Còn nhớ trước đó không lâu, Mr. Đàm từng khiến fan choáng váng trước bộ sưu tập túi sách hàng hiệu chất thành núi của mình. Mặc cho bà xã bị chê già xấu, Hoàng Anh livestream vẫn tuyên bố thế này với vợ, khiến cho fan bất ngờ. Nam diễn viên Hoàng Anh lần đầu tiết lộ những loại quần áo và giày dép mà anh không muốn để bà xã diện. Mới đây, trên trang cá nhân của bà xã Quỳnh Như, nam diễn viên Hoàng Anh đã đăng tải một đoạn clip trực tiếp để chia sẻ với người hâm mộ về chuyến đi chơi trên một du thuyền hạng sang của hai vợ chồng. Được biết, sau khi Hoàng Anh sang Mỹ đoàn tụ với bà xã, cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ tại một trong những thành phố giàu có nhất xứ sở cờ hoa. Theo dõi clip của Hoàng Anh, nhiều khán giả bị đốn tim bởi những lời nói ngọt ngào đường mật của nam diễn viên dành cho bà xã cùng tuổi. Theo như Hoàng Anh chia sẻ, điều khiến anh bị chinh phục khi gặp Quỳnh Như là vẻ ngoài giản dị và cách ăn mặc không cầu kỳ của bà xã. Anh rất thích em mặc những bộ đồ như vậy, không cần đi giày cao gót để mặc mộc cho anh nhé, Hoàng Anh dịu dàng nói với vợ. Nam diễn viên còn nhắn nhủ thêm, em mặc áo như này rất dễ thương, em có biết là anh yêu em vì em mặc những bộ quần áo như vậy không? Cấm em mặc những thứ khác. Theo nam diễn viên chia sẻ, anh muốn vợ chọn những bộ đồ giản dị, không trang điểm cầu kỳ, cũng không cần đi giày cao gót. Hoàng Anh không muốn vợ chạy theo những xu hướng làm đẹp thời thượng, mà chỉ yêu con người đơn thuần nhất của vợ. Trước những lời có cánh của chồng, bà xã Việt Kiều không giấu được nụ cười hạnh phúc. Ngay khi chính thức công khai việc sắp kết hôn, nam diễn viên Hoàng Anh và vợ đã phải nhận không ít những lời bình phẩm kiếm nhã từ dư luận. Hầu hết khán giả đều cho rằng Quỳnh Như sở hữu vẻ ngoài già nua kém sắc so với người chồng điển trai. Vượt lên những điều tiếng dư luận, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Sau đám cưới bí mật, vợ Việt Kiều Úc của Cao Thái Sơn lộ diện. Sau đám cưới bí mật, một cô gái Việt Kiều có thời gian dài rất thân thiết với Cao Thái Sơn đã đăng tải hình ảnh và dòng trạng thái đã kết hôn cùng nam ca sĩ trên trang cá nhân. Ngày 1 tháng 4, Cao Thái Sơn bí mật tổ chức đám cưới khiến khán giả bất ngờ. Anh đăng tải trên trang cá nhân một số hình ảnh về khung cảnh đám cưới trên bãi biển và khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè cùng dòng trạng thái, trai đẹp xuất chuồng. Bài đăng này của nam ca sĩ Hà Thành đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người khá bất ngờ vì trước đây Cao Thái Sơn từng dấn tin đồn đồng tính với Adam Nguyễn, cũng như hình ảnh của cô dâu đã được giấu kín. Người quản lý của Cao Thái Sơn cho biết, gia đình nam ca sĩ đã ở Úc vài ngày để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Bên cạnh lễ thành hôn ở Úc, cô dâu và chú rể còn có kế hoạch tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Khi được hỏi liệu đây có phải một trò đùa ngày cá tháng 4, người đại diện nam ca sĩ khẳng định rằng, nếu chỉ để đùa cợt cho vui, Cao Thái Sơn sẽ không in thiệp cưới và thuê địa điểm để mời bạn bè. Ca sĩ Hương Tràm, một người em thân thiết trong nghề cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì bận đi diễn mà không thể sắp xếp thời gian đi dự đám cưới Cao Thái Sơn. Nam ca sĩ nói cô vẫn còn cơ hội để bù đắp cho anh. Tuy nhiên, sau ngày quốc tế nói dối, Cao Thái Sơn vẫn không chia sẻ bất kỳ lời đính chính về việc đám cưới là một trò đùa ngày 1 tháng 4.
Khi một tờ báo đăng tải thông tin nghi vấn về vợ anh, Cao Thái Sơn cũng chỉ cười và chỉ cho biết đây không phải vị hôn thê của mình mà chỉ là tri kỷ. Điều này khiến các khán giả thêm phần tò mò về bà xã của nam ca sĩ. Ngày 1 tháng 4, một cô gái Việt Kiều đã đăng tải hình ảnh tình tứ trong bộ lễ phục cùng giọng ca Con Đường Mưa trên trang cá nhân với dòng chia sẻ đã kết hôn và tag gắn thẻ tên Cao Thái Sơn trong tấm hình. Được biết, Maisel là bầu sô hải ngoại có mối quan hệ rất thân thiết với Cao Thái Sơn nhiều năm qua. Ban đầu, Cao Thái Sơn không chấp nhận đưa bức hình này lên trang Facebook của mình, nhưng sau đó vài ngày anh lại đồng ý. Khi nhận được những lời chúc mừng, Maisel cũng không trả lời bạn bè. Còn Cao Thái Sơn tỏ ra khá bình thường với tấm hình này khi được ca sĩ Hồ Lệ Thu hỏi thăm. Bên cạnh đó, một số khán giả đã so sánh ngoại hình của cô dâu che mặt với Maisel và cho rằng cô chính là người trong bức ảnh cưới được Cao Thái Sơn đăng tải. Chiều cao và ngoại hình của Maisel và cô dâu giấu mặt có nhiều điểm tương đồng. Cao Thái Sơn và Maisel chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc thân thiết, tình tứ bên nhau. Maisel cũng đã có mặt tại Úc vào ngày hôm qua, đúng như thông tin về đám cưới tại Úc mà quản lý của Cao Thái Sơn trả lời báo giới trước đó. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng cô gái Việt Kiều này chính là vợ bí mật của Cao Thái Sơn. Hồ Ngọc Hà lên tiếng về tin đồn tình ái với bồ cũ của Kỳ Duyên. Bất ngờ khi Hồ Ngọc Hà chủ động lên tiếng về mối quan hệ của mình với đại gia Hạt Điều, bồ cũ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Mới đây, trong những hình ảnh mới nhất, Hồ Ngọc Hà đăng tải trên Facebook cá nhân của mình, fan hâm mộ đã nhanh chóng soi thấy những biểu hiện lạ giữa người đẹp Hà Hồ và đại gia Hạt Điều Tạ Công Sơn, tức người tình cũ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Bức ảnh khiến Hồ Ngọc Hà bị nghi ngờ dính vào nghi án tình ái với bồ cũ của Hoa hậu Kỳ Duyên Tạ Công Sơn. Thế nhưng, nhanh chóng trong phần bình luận, Hồ Ngọc Hà đã có những lời nhằm phản biện lại tin đồn tình ái của mình với đại gia Điều. Người cô chỉ coi là một người bạn, Hồ Ngọc Hà chia sẻ, vẫn luôn chịu một chút hiểu lầm, giải thích thì cho là bia, im lặng thì cho là đúng rồi. Mà sao mọi người không tìm hiểu kỹ một chút nhỉ? Mà chị lại còn chuyên gia bị tin đồn kiểu bị trai đá. Bao nhiêu việc làm không hết, cứ tối ngày bị quay chuyện yêu đương, mà chị còn trẻ tráng, sao phải làm máy bay của anh phi công nào nhỉ? Nhiều bạn bè cũng đã bình luận giải thích giúp cho hai người, trong đó có nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Trời, vì một comment này mà lũ bạn thành nghi vấn là sao, đề nghị nhóc Công Sơn đính chính nha. Ngay sau đó, đại gia Hạt Điều cũng đã đính chính lại, em trai của chị mà báo cũng không tha, khổ thân chị gái tôi. Ngọt liệm những khoảnh khắc đáng yêu của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh. Không chỉ đăng tải ảnh thân thiết cùng Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu còn hài hước trêu chọc bạn gái, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm của cặp đôi. Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chính thức thừa nhận chuyện hẹn hò vào tháng 10/2016. Trước khi công khai tình yêu, cặp đôi nhiều lần bị nghi ngờ cặp kè, song cả hai đều phủ nhận. Cả hai ca sĩ thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh thân mật trong các chuyến lưu diễn cùng nhau. Bảo Anh cũng từng chia sẻ rằng tình cảm giữa hai người bắt đầu từ 1-2 năm trước, khi cả hai cùng gặp nhau trong những chuyến lưu diễn tại châu Âu. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết cô và bạn trai có nhiều điểm chung nên dễ đồng cảm cùng nhau. Từ khi công khai mối quan hệ, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh không ngần ngại chia sẻ hình ảnh thân thiết trên trang cá nhân và mỗi khoảnh khắc họ bên nhau đều gây bão cộng đồng mạng. Không chỉ đăng ảnh mà mọi chú thích về bức ảnh của Hồ Quang Hiếu bên Bảo Anh luôn khiến người hâm mộ cười ngất. Mới đây nhất, Hồ Quang Hiếu đã tự ghép ảnh mình vào poster sản phẩm âm nhạc của Bảo Anh và hài hước cho biết phát hiện cô gái có gương mặt giống ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Nam ca sĩ còn hào hứng tiết lộ ý nghĩa bức ảnh rằng Bảo Anh ôm mặt trăng là Moon, Moon là Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh ôm Hồ Quang Hiếu. Trước đó vào ngày quốc tế nói dối 1 tháng 4, Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ hình ảnh cùng dòng trạng thái thu hút sự chú ý. Theo đó, nam ca sĩ cho biết bạn gái Bảo Anh vừa nói lời chia tay với anh, lý do đã có người khác. Hôm nay vừa chụp xong tấm hình rất tình cảm, bỗng dưng em ấy nói mình chia tay anh nhé, em đã có người mới, sorry anh. Không biết em ấy có chơi ngày cả tháng 4 không nhỉ? Hồ Quang Hiếu hài hước viết. Hồ Quang Hiếu chú thích, hai đứa thân nhau lắm, gặp nhau là đánh lộn. Nam ca sĩ chất vấn bạn gái, mắt Bảo Anh to thế, mắt Bảo Anh to để nhìn rõ Hiếu hơn sao? Cả hai cùng diện đồ đôi, Hồ Quang Hiếu hào hứng viết, chụp với người hay bắt nạt mình. Nam ca sĩ lại trêu bạn gái, hôm nay được bạn ấy mời đi ăn, chắc về sẽ đau bụng. Bảo Anh hiếm hoi chia sẻ ảnh chụp cùng bạn trai, may hòa ánh trăng diễn viên Bảo Anh Hồ Quang Hiếu tập cuối. Bảo Anh gợi cảm bên bạn trai khi cùng nhau đi du lịch biển. Cặp đôi cùng để quả đầu độc đáo khi du lịch qua châu Phi, tranh thủ chụp ảnh cùng nhau trước giờ ra sân khấu.
Hồ Quang Hiếu nắm chặt tay, đích thân tiễn bạn gái ra sân bay đi nước ngoài. Nữ ca sĩ có mặt ở trường quay MV để chăm sóc cho Hồ Quang Hiếu. Khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào và vô cùng đáng yêu của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh. Nam ca sĩ đổi thay cho biết anh đã từng đề cập chuyện cưới xin với Bảo Anh, nhưng có lẽ vì còn trẻ còn nhiều mơ ước chưa thực hiện nên bạn gái chưa nhận lời.